Thưa quý vị, tại phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng dân tỉnh diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 12 năm 2023, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã quyết nghị thông qua 29 nghị quyết quan trọng, trong đó nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã nêu rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cũng như các giải pháp nhằm thực hiện các kế hoạch như nghị quyết đề ra. Theo nội dung nghị quyết, mục tiêu đặt ra cho năm 2024, tỉnh Tây Ninh ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hiệu quả hơn, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Một số chỉ tiêu cụ thể tỉnh Tây Ninh phấn đấu đạt được trong năm 2024 như sau: chỉ tiêu về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 7% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 4.250 đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.100 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 8%. Chỉ tiêu về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,03 đến 0,046%, tương đương 100 hộ đến 150 hộ. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 1,2%, khu vực nông thôn dưới 1,8%, đạt 9 bác sĩ trên 1 vạn dân và 29 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,5%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 95,77%. Nghị quyết cũng đã nêu rõ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu kể trên. Ủy ban nhân dân tỉnh được giao thực hiện nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban chuyên môn, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết.